kính thưa quý vị, Công Thành. Đem đến với tất cả quý vị một chương trình rất là đặc biệt, kính thưa quý vị. Và bên tay phải của Thành, Thành có lại anh Nguyên, có anh Nguyên đúng rồi, anh Thiện, Thanh, Bình ở trên kia. Thành có anh Jeff, anh Minh và có anh Trúc Đại và anh Hân có mặt ngày hôm nay, và director ở trên lầu để đem đến cho quý vị một chương trình 1 tiếng rưỡi đồng hồ, chương trình Công Thành Show ngày hôm nay. Bên tay phải của Thành nghĩa giữa. Công Thành xin được kính chào tất cả quý vị, và kính thưa quý vị, cũng như thường lệ, Mac USA là bảo trợ cho chương trình Công Thành Show, kính thưa quý vị. Máy nhận thẻ tín dụng cho các tiệm nail là Mac USA, rất là đơn giản và dễ hiểu, không cần hợp đồng, máy miễn phí, cung cấp giấy miễn phí, không tính phí cà thẻ giao dịch, không tính phí tổng kết cuối ngày, không tính phí tường trình mỗi tháng, không tính phí PCI hàng năm, không tính phí báo cáo IRS. Mà quý vị nào mà có cái hợp đồng với một cái hãng nào cũ thì Mac USA sẽ trả cái tiền hợp đồng đó, cái tiền hợp đồng đó cho quý vị và đưa đến cho quý vị một cái máy miễn phí. Đó là Mac USA, kính thưa quý vị. Số điện thoại gọi vào 888-873-7799. Thành xin được nhắc lại, số điện thoại là 888-873-7799. Và kính thưa quý vị, Thành được ban giám đốc nói là bây giờ chương trình Công Thành Show lại được trở lại tuần này vào ngày Chủ nhật lúc 1 giờ chiều. Chủ nhật 1 giờ chiều. Và Thành cũng xin được hello một người bạn mấy chục năm nay anh đang bị bệnh. Thành rất là mong anh được bình phục, đó là anh Tước ở San Jose. Và Thành cũng hello anh Hai, chị Ba, chị Năm, chị Tám, chị Chín và anh Vị. Chúc nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh Tước và các anh các chị đang coi SPTN ngay bây giờ đây. Asia 76, Journey of a Dream, hành trình của một giấc mơ, kính thưa quý vị, là một chương trình mà Asia muốn vinh danh những thành công lớn mà đã đạt được khi mà người Việt hải ngoại bỏ ra hết bao nhiêu công sức và nước mắt để theo giấc mơ của họ đến bên bờ tự do. Và ở đây là rất nhiều người Việt đã thành công, kính thưa quý vị. Chương trình sẽ được bắt đầu vào lúc 7 giờ tối tại Long Beach Performing Arts Center vào ngày 27 Tây tháng 12 ngày 2014. Mà quý vị nếu mà mua vé thì xin kính mời quý vị ghé vào Asia Retail Store ở trên đường Bonsa, hoặc là quý vị gọi vào số điện thoại là 714-775-8264. Thành xin được nhắc lại, 714-775-8264. Thành rất mong được gặp tất cả quý vị tại Long Beach Performing Arts Center vào ngày 27 tháng 12. Kính thưa quý vị, đây là một cái chuyện hai vợ chồng Việt Kiều về Việt Nam mà gây lộn với nhau. Thì thường thường gây lộn với nhau là hai người này tự nhiên cái sổ ra tiếng Mỹ. Mà tiếng Mỹ thì cũng có cái ông hàng xóm ông ở bên cạnh mà ông ấy không hiểu cái nói cái gì. Thì ông ấy nghe xong ông ấy chép ra hết. Thì bây giờ là cu tèo chịu khó ghi lại và tra hết 2 cuốn từ điển để cái bản dịch cho nó chính xác nhất. Thì kính thưa quý vị, ông chồng nói sugar you, you go, sugar me, me go. Cái dịch ra là đường cô đi, đường tôi đi. Thì cô vợ nói you think you tasty, tức là anh nghĩ anh ngon lắm hả? Tasty, ngon lắm hả? Cái anh chồng nói I love toilet, you go go. Dịch ra là tôi yêu cầu cô đi đi. Cô vợ trả lời liền you think you are belly button of dance pole, you leave a place monkey cough, screaming crow closes house country. Bố anh. Dịch ra là này, anh nghĩ anh là cái rốn của vũ trụ hả? Anh sống nơi khỉ ho cò gáy, đồ nhà quê. Ông chồng đáp lại liền you onion summer me, 3 down 7 up, that is enough, listen. Thế là ông chồng mới dịch ra là cô hành hạ tôi
ba chìm bảy nổi. Thôi đủ rồi nha. Bảy nổi là seven up. Cô vợ mới mếu máo. Me take you, you pour full spinach. Two table, hand white. Là tôi lấy anh nghèo rớt mùng tơi. Hai bàn tay trắng. Ông chồng thấy vậy tội nghiệp, tôi nói, ok, you eat criminal too much. No star wear, we can do again from head. Ôi trời, em ăn gian quá, không sao đâu. Mình có thể làm lại từ đầu. Cô vợ mới nguôi giận. I know one salad with you again. Là em không muốn cãi với anh nữa. Salad. Sau cả hai cái hai mới là ok ok. Chụt chụt. Kính thưa quý vị, một bài thơ mà dịch, ai mà dịch cái thế này quá hay luôn. Kính thưa quý vị, hôm nay Thành được hân hạnh có hai ca sĩ, đó là nam ca sĩ Lê Khôi từ Florida qua đây để trình diện với tất cả quý vị ngày hôm nay. Và Thành cũng được hân hạnh có nữ ca sĩ Lâm Thúy Vân có mặt trong ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, để mở đầu, Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam ca sĩ Lê Khôi. Xin mời Khôi ngồi. Micro chào quý vị khán thính giả đài SPTN. Được rồi, cứ nói. Xin chào Lê Khôi, gửi đến lời chào đầu tiên đến quý vị đang xem chương trình của đài SPTN của chương trình Công Thành Show. Xin cảm ơn. Khôi phải vào đây Khôi ngồi đi. Từ nào giờ chưa ca sĩ nào mà ra đó chào hết, quá lịch sự luôn. anh rất là hân hạnh được có Khôi đến đây ngày hôm nay, bay từ Florida qua đây tối hôm qua, kính thưa quý vị. Và để hôm nay lên đây để Thành được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị một cái CD mới nhất, Cho Một Lần Quên của Lê Khôi. Thành xin mời anh Thiện zoom vào đây cho Thành một cái. Một cuốn CD mà anh thấy trong này có 10 bài. Trong này bao nhiêu bài? Anh thấy nhiều bài của Diệu Hương phải không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Có mấy bài Diệu Hương trong này? 4 bài. Dạ, trong CD của em thì có 4 bài của Diệu Hương, 3 bài của nhạc sĩ Trường Sa và 3 bài của Phú Quang. Ok. Đó là 10 bài tổng cộng. Thành đã được hân hạnh coi cái cuốn nghe xuống CD này rồi. Quý vị nếu mà bây giờ quý vị mà muốn mua cái CD này sau khi mà nghe Khôi hát thì gọi vào số điện thoại nào? Dạ, số điện thoại của Khôi là 386-679-4639. 386-679-4639. Xin kính mời quý vị lấy cái giấy ghi vào. Thành chắc chắn thế nào quý vị cũng sẽ muốn gọi vào để mua được một cuốn CD rất là đặc biệt của nam ca sĩ Lê Khôi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, trước khi mà Thành được hân hạnh để cho Khôi trình diễn một bài đến với tất cả quý vị, Thành xin được hân hạnh mạn phép quý vị cho một phần quảng cáo và Thành sẽ trở lại cùng tất cả quý vị trong giây lát. Hôm nay có gì mới lạ không em? Em đang coi lại xem mình mấy credit card của tiệm. Sao mà không rõ ràng nhượng phí với mắt của anh nào? Anh đã nói em rồi, em phải liên lạc cho công ty Mark USA đi. Anh biết công ty credit card này tốt lắm. Mark USA chỉ tính một lệ phí đơn giản tiết kiệm nhất vào cuối tháng một lần mà thôi. Không hợp đồng, không tính phí cà thẻ giao dịch, không tính phí tổng kết cuối ngày, không tính phí tường trình mỗi tháng, không tính phí PCI hàng năm, không tính phí báo cáo IRS. Mark USA, cách tiết kiệm đơn giản nhất.